190 Ngày 190. Siêu thị ở tầng mấy? 超市在几楼? 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Trước đây học ở trường đại học nào? 以前在哪所大学读书? 下载 Rất quen thuộc 很熟悉 Trông có vẻ như 看起来 Vị rất ngon, rất thơm 味道很好, 很香 Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi 只比我大两岁 Nói chung là 总之 Vừa rồi là chị ruột 刚刚是亲姐姐 Luyện tập nói tiếng Trung 练习讲中文 Không cần cố đi ôn từ mới và bài khóa gì nữa cả. Bú dùng khờ ý chú ý phụ xí sân chứ hờ khờ vấn sớm mất đó. Không cần vội, từ từ thôi. Bú dùng chí, mãi man lái. Mỗi một ngôn ngữ đều là như vậy mà. Mấy cơ ngữ yến đâu sư zhe yang zi de. Có sắp xếp gì, có an bài gì? Yǒu shěme anpái? Thời gian qua nhanh thật. Shí jiān guò de zhēn kuài. Con cần chuẩn bị cái gì? Hái yào chuẩn bị sớm á? Tùy em. Sới biển nỉ. Bên trong có cái siêu thị. Lý miền yếu cửa trao sử. Không tìm thấy bãi để xe. Chào bố tàu thính chưa chẳng. Tạm biệt chú ạ. Sư sư zài jiàn. Quá thảm đi. Hào chán à. Tìm quá vất vả. Rào đớ hào xin khủ. Cho khỏi quên. Miễn đớ hoàng chỉ. Đi thang máy lên. Người nói đang ở dưới. 坐电梯上去